Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội nghị Da liễu thẩm mỹ miền Nam năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu đang công tác và học tập trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hội nghị da liễu thẩm mỹ miền Nam năm 2023 có 2 phiên toàn thể, 8 phiên đồng thời với 45 báo cáo khoa học về các chủ đề thường gặp trong chuyên ngành da liễu thẩm mỹ như What's New in the Aesthetic Dermatology, chất làm đầy, rối loạn sắc tố da, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, botulinum toxin, điều trị sẹo, laser và các thiết bị phát năng lượng. Hội nghị là cơ hội để các bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ cập nhật kiến thức, trao đổi chuyên môn, nâng cao tay nghề và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc. Tại hội nghị, nhiều sản phẩm làm đẹp an toàn với công nghệ mới đã được chia sẻ cập nhật thêm nhiều nghiên cứu, ứng dụng mới trong lĩnh vực chăm sóc da.